Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh này, chuyên ma và phụ kiện đến từ nhà Nam Tân Yên Bắc Giang. Với những đầu số điện thoại này, hân hạnh được phục vụ các bác. Hiện nay trên thị trường thì mới có cái mẫu loa mới ra với phiên bản cải tiến nhé, nhiều chức năng hơn. Thì mẫu loa đấy chính là cái mẫu loa gọi là AT100. Cái này thì shop cũng đã nhập về, đã bán rất là nhiều rồi, nhưng mà thời gian đầu shop chưa giới thiệu rộng rãi với lại các bác để xem là cái loa này dùng nó ổn định đến đâu. Thì trong quá trình sử dụng, anh em khách đã phản hồi lại là dùng rất là ok, độ ổn định cao nhé. Thì hôm trước thì tôi shop có làm cái video hướng dẫn sơ rồi, hôm nay tôi làm một video nhanh để cho các bác nắm được chi tiết là cái loa này nó như thế nào và phụ kiện nó có những gì kèm theo và giá tiền là bao nhiêu và hình thức mua hàng nữa để các bác nắm được nhé. Thế đây là cái loa AT100. Về bản chất của nó nhé các bác nhé, nói nhanh cho các bác luôn, bản chất của nó là nó giống đặc như là Q92. Q92 thì dòng loa nổi tiếng thương hiệu từ trước đến giờ rồi, các bác đã quá quen thuộc rồi. Thì dòng loa này nó giống đặc như Q92 từ cái hình dáng, kích thước, các chức năng, các nút bấm nhé, các nút bấm, các nút vặn, các nút chỉnh, các lỗ tín hiệu âm thanh, khe thẻ nhớ, khe USB, nói chung là nó giống đặc như Q92 đấy, không khác một điểm gì. Và cái hình thức bề ngoài và nó chung luôn cả sóng điều khiển các bác nhé, chung một tay điều khiển với Q92, chung sóng điều khiển với Q92. Nhưng cái loa này nó có độ cải tiến hơn so với loa Q92, nhất đấy là nó cải tiến cho các bác là về dung lượng pin và cải tiến cho các bác về mên mạch đấy. Cái loa này thì mên mạch nó sẽ cải tiến hơn, chắc chắn hơn, nó cho ra âm thanh trong hơn, thanh hơn, ổn định hơn, loa hoạt động ổn định hơn, ít lỗi hơn. Shop đã bán cả mấy chục thùng rồi mà chưa có phải bảo hành một cái nào về cái loa AT100 này nhé. Chỉ cần vượt qua được cái quy trình kiểm hàng của shop gửi đến tay các bác là các bác dùng rất ok, chưa phải quay đầu một cái nào hết. Thì hàng này là hàng mới ra, nó chuẩn, nó ổn định hơn là cái Q92. Các bác có mua Q92 rồi thì có một số các bác cũng đang gặp một số trường hợp là loa đã bị lỗi, thì shop đã bảo hành cho các bác rồi. Thế nhưng mà loa với cái mẫu loa AT100 này thì độ ổn định nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nó cải tiến đấy các bác, thứ nhất là về cái dung lượng pin. Pin của Q92 với pin này ấy, là dùng chung một loại pin với cái dung lượng là 7,4V. 7,4V. Điện tích ấy, điện tích là 7,4V. Và dung lượng của loa Q92 là 2000mAh. Thế còn với cái loa AT này thì nhân đôi dung lượng lên cho các bác. Và nhân đôi lên đến 4000mAh. Thì với cái loa Q92 ấy, các bác dùng liên tục được khoảng hơn 8 tiếng. Thì cái loa AT này thì sẽ giúp cho các bác dùng liên tục được hơn 15 tiếng. Nói chung là hơn 15 tiếng, 16-17 tiếng luôn đấy. Nó phụ thuộc vào từng cái, shop đã thử rồi các bác nhé. Cải tiến về chế độ pin là dùng bền hơn rất nhiều. Về mạch, mên mạch ổn định hơn, loa âm thanh chắc chắn hơn nhé. Thế còn nó bản chất ra thì nó rất giống Q92. Thế đây là những cái phụ kiện đi theo cho một bộ loa, cũng y như Q92 thôi. Có hỗ trợ cho các bác một cái túi vải đeo, một túi vải đeo này, một cái dây cáp để sạc cho tay điều khiển, sạc ra điều khiển. Thì tôi đã nói rồi, cái tay điều khiển này là sạc bằng nguồn điện 5V. Thì chỉ có cho theo dây cáp này, các bác phải sử dụng cái cục sạc điện thoại của các bác ở nhà hoặc là cục sạc dự phòng điện thoại tùy các bác nhé. Và một cái máy chính, bao gồm máy chính như này. Các bác lưu ý nhé, là bộ loa mới nhập về này là sẽ chưa có thẻ nhớ đâu, không có thẻ nhớ đi theo nhé. Và cái loa này cũng là cái loa cải tiến mới nhất phiên bản 2018 với chức năng là có đèn xanh báo đầy khi pin đã được sạc đầy nhé. Cái đèn độc lập này nó sẽ sáng xanh lên khi mà pin đã được sạc đầy. Đây các bạn này, nó giống như với Q92 2018 đời mới nhất nhé. Cục sạc điện dành cho loa. Đấy, cái cục sạc này thì cái điện cường độ dụng điện tích của nó là 10V hoặc là 9V. Cái nguyên bản đi theo là cái 9V, còn sau này các bác dùng cái thay thế các bác có thể dùng 10V thay thế được nhé. Thế còn về đây là hình thức của con loa AT100, bao bì thì như thế này các bác nhé, bao bì màu vàng có chữ AT100, phụ kiện để bao gồm những thứ đấy. Đấy, phụ kiện này như có những đồ như vậy nhé. Thế còn về giá thành,
các bác xem video, các bác theo dõi thì các bác sẽ thấy được rằng là cái loa này là như thế nào rồi. Chất lượng rất là tốt, hình thức thì giống Q92 nhưng mà pin bền dùng gấp đôi. Còn về giá thành ý, thì sẽ là loa này shop đang cung cấp ra thị trường với cái giá là 800.000, 800.000 các bác nhé. Các bác lưu ý 800.000 là cái giá đã bao ship cho các bác. Nhưng các bác lưu ý kỹ này, nhưng chưa hỗ trợ thẻ nhớ và chưa có hỗ trợ thêm cái pin sạc dự phòng luôn nhé các bác nhé. Đối với cái loa này dùng tới mười mấy tiếng thì các bác hầu như là sẽ không cần dùng thêm pin sạc dự phòng rồi. Nhưng còn thẻ nhớ các bác, một số các bác chưa có ấy. Thế nhưng mà với cái giá 800 ấy là sẽ chưa có hỗ trợ thẻ nhớ các bác nhé. Các bác lưu ý kỹ giúp tôi. Thế còn cái thẻ nhớ mà các bác muốn lấy thêm thì bên shop đang cung cấp cho các bác thẻ nhớ 4GB, độ ổn định cao, không bị cháy nhé. Thì với thẻ nhớ 4GB này ấy, thì shop sẽ tính thêm là 100.000. Các bác cần file tiếng gì shop sẽ chép cho các bác file tiếng đấy. Với cái thẻ 4GB này hiện tại ở thị trường Việt Nam shop đi mua đã phải là hơn 90.000 rồi. Đấy, sẽ tính cho các bác là 100.000 cái thẻ nhớ 4GB này. Có nghĩa là các bác mua loa không thẻ thì sẽ là 800, còn mua loa có thẻ thì sẽ là 900. Cần file tiếng gì thì yêu cầu shop chép cho file tiếng đấy nhá. Còn hình thức mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp, liên hệ trực tiếp với lại các đầu số điện thoại của shop đây nhá. Có 5 đầu số Vina này, 3 số Viettel, 1 số Mobi. Các bác gọi số nào thì các bác gọi. Các bác gọi số này mà báo máy bận thì các bác vui lòng gọi sang số khác. Tại vì lúc đấy shop đang bận tư vấn cho khách nhá. Thế còn đây là cái loa như vậy. Thì các bác xem video các bác đã nắm được là loa có những điểm gì và giá thành của loa là 800.000, chưa hỗ trợ thẻ nhớ và đã bao ship đi toàn quốc. Hình thức mua các bác gọi điện tới cho shop, cung cấp cho họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Và các bác lưu ý kỹ là shop sẽ ship hàng COD về đến nhà cho các bác, cho các bác bóc ra xem và kiểm tra đúng mặt hàng như thế này thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng. Shop không cần nhận cọc nha các bác lưu ý nhé, shop không cần nhận cọc. Và nói thêm với các bác thêm một số thông tin này này, cái loa này là một cái loa hiệu mới, người ta cải tiến, người ta dán lên cái mác hiệu là AT100. Nó cải tiến, nó đắt tiền hơn, nó tốt hơn Q92 nhé các bác lưu ý kỹ. Đắt tiền hơn Q92 và tốt hơn Q92 thì nó là vẫn là cái loa chính hãng. Chứ các bác, một số các bác hiểu nhầm nên thì các bác lại nói là cái loa này là loa Q92 hàng nhái, hàng không chính hãng của Q92. Thì cái đấy là các bác có một chút nhầm lẫn các bác nhé. Cái này ấy là hàng chính hãng nhập khẩu, nhưng mà nó cải tiến hơn Q92, tốt hơn Q92. Thì khi họ cải tiến như vậy thì họ sẽ dán một cái thương hiệu khác, dán một tem mác khác mà đưa ra một cái sản phẩm mới như thế này, hoàn toàn khác so với Q92. Các bạn nhớ kỹ, đây là một dòng loa khác, hiệu nó là hoàn toàn khác nhé, cải tiến về pin, cải tiến về bên mạch cho các bác. Chứ không phải các bác lại hiểu nhầm nó là cái loa Q92 không chính hãng nhé. Đấy, các bác hoàn toàn nhầm lẫn cho đấy nhé, các bác lưu ý kỹ. Đấy, loa AT100, thời gian dùng pin liên tục là 10 trên 15 tiếng đồng hồ, giá thành 800.000 nhé, bao ship đi toàn quốc. Các bác cần thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Việt Nam, từ Bắc Giang nhé. Rồi, xin chào, cảm ơn các bác, chào các bác.